Anh Tri, anh Tri ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô đơn. Gọi tên anh là Hằng Mạc Tư. Hằng Mạc Tư. Phải, Hằng Mạc Tư. Ba tiếng đó như trận bão kinh hoàng vừa thôi qua biển cát, như đêm khô khăn vào lòng sáng mặt, làm sụp đổ thành quách quý nghi trầm mặc giữa đêm tàn. Triều lý sự nghiệp đi dân còn nằm trong số kiếp gia tràng, rồi đây có còn ai nhớ tới tên Hằng Mạc Tư khi anh trở về sống lại với quê hương gần nước. Tôi đi tệ bạc với em suốt hoàng đời con gái. Tri ơi, từ quê như vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ là tên của mẹ cha, để anh con bỡ ngỡ lúc quay về. Và một bài thơ nghe chớ đã nhạc nhạc.
ơi em đừng nói gì nữa cả, đầy đủ lắm rồi cuộc ước ngộ quá đau thương. Hạnh mặc tử chỉ là một bút danh mà người đời lãng quên khi hồn thơ đã ngã. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trắng sáng, thì anh đã là phê nhận giới kiếm sống tập quyền. Bất diệt là cái tên nguyện trọng trí của anh mà người đời lãng quên em đem vào hồn chính cất giữ. Mày định mình về lại quê nhân đi em. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều.